Khi mà mình Lập mới vừa bước vào không gian này thì bản thân Lập rất là bất ngờ, là bởi vì không gian ở đây được set up lại giống như là một cái phòng trà ở Sài Gòn xưa. Bản thân Lập là người ở miền Tây nên là vẫn chưa thực sự sống trong một cái môi trường ở Sài Gòn xưa nó như thế nào, nên là ngày hôm nay giống như là một cái sự trải nghiệm rất là thú vị của Lập trong cái không gian này. Bản thân Lập cũng biết là Sài Gòn xưa là gần có những cái gì, và Lập chỉ biết qua những cái hình ảnh hoặc là qua những thước phim của anh chị em nghệ sĩ đã dựng lên và quay lại để cho mình xem. Nhưng ngày hôm nay thì mình bước vào không gian này, mình thấy được một cái sự hưởng ứng của rất là nhiều khách mời đến đây. Ví dụ như là cũng có những quán cà phê cũng mang một cái màu sắc của Sài Gòn xưa, nhưng mà đến họ uống thì họ vẫn mặc đồ rất là bình thường, rất là trẻ trung. Nhưng mà với không gian này, vừa là không gian của Sài Gòn xưa mà vừa là cái cách ăn mặc nữa, mọi người đang cố gắng hóa thân thành những con người xưa ở Sài Gòn. Nên là khi mà bước vào, mình cảm giác rằng là mình thực sự đang sống ở một cái khán phòng trong một cái thành phố ở Sài Gòn xưa vậy. Nên là cảm giác rất là thú vị. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ngoài cái việc không gian và con người ra thì ekip cũng set up rất là nhiều món ăn và mang đậm chất văn hóa xưa. Ví dụ như là đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc, không riêng là ở Sài Gòn xưa đâu mà là Lập ở miền Tây dưới quê á, hồi nhỏ cũng rất là thích mà uống ở trong này, và uống cái bịch trà đá. Bây giờ thì chúng ta đã sử dụng ly nhựa rồi, nhưng mà hồi xưa là như vậy nè các bạn ơi, rất là dễ thương. Thì mình rất là thích và quyết định là cầm ở trên tay để lát nữa mình vừa xem chương trình, mình vừa cầm cái bịch nước này có khác thì mình uống. Và một cái thông tin nữa bản thân Lập cũng rất là thích và cảm giác bồi hồi là đây là cái show cuối trong cái loạt album của anh Đàm Vĩnh Hưng. Nên đó chính là lý do tại sao mà Lập cố gắng thu xếp hết tất cả những cái công việc của mình để đến đây chung vui với anh và chung vui hết tất cả mọi người, và cùng thưởng thức những cái tiếng hát và những cái lời ca tiếng hát, những cái ca khúc là hay của anh Đàm Vĩnh Hưng. Trước đây Lập chưa có cơ hội được đồng hành cũng như là tham gia những cái show giống như vậy của anh Hưng tổ chức, là bởi vì gần đây thì Lập mới bắt đầu quen và thân với Đàm Vĩnh Hưng thôi. Nên là Lập cũng đến đây để ủng hộ cùng với lại tất cả các anh em nghệ sĩ trẻ, và xin chúc cho cái buổi live show của anh Đàm Vĩnh Hưng thành công tốt đẹp, và để lại cho tất cả quý vị khán giả đến đây cũng các vị khách mời, những vị khách quý, những ấn tượng thật là sâu sắc với những bài hát mà anh đã cố gắng xây dựng từ trước tới bây giờ. Và Lập có nghe đồn mà lời đồn chính xác nha mọi người, chứ không phải là đồn bậy đồn bạ, là mình mua cái album của anh Đàm Vĩnh Hưng đó là được tặng cái hộp này nè. Đây là một cái hộp quà với cái một cái tên của album của ảnh, đó chính là Dạ Khúc Cho Tình Nhân Cho Cuộc Tình Đã Mất số 10 của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đó, một cái hộp quà giống như vậy. Thì để coi bên trong nó là cái gì nha. Ôi trời ơi, đó là một cái hộp mà coi như là gì, có gọi là cái đĩa nhạc hả, một cái hộp đọc đĩa nhạc. Nè, mọi người nhớ không, cái hình ảnh này rất là quen thuộc. Thường á là mình sẽ có thêm một cái loa ở trên nữa, nhưng mà bây giờ không thể nào mà người ta tặng một cái loa như vậy, mình dán về nó rất là cồng kềnh. Nên là anh Hưng đã làm nó rất là tinh tế và dễ thương. Ôi cái này mình nghe nhạc được luôn đúng không chị? À đây là Lập nghiên cứu nha. À đây, mình bỏ vô đây. Ôi, có cái đĩa nó chạy nè, nó chạy như là ai đang điều khiển phép thuật vậy đó. Rồi có tiếng không nha, để coi. Cái này là, chắc đây là cái loa nằm đây nè, loa nằm đây. Có nhạc chưa ta? Ôi có nhạc nè, nè mọi người nghe không? Hãng dễ nhựa tiếng hát Việt hân hạnh giới thiệu cùng. Ôi, một món quà thật là đặc biệt. Chưa bao giờ mà Lập nhận được một món quà mà coi như là mình được nghe nhạc trong cái món quà đó luôn á mọi người. À, volume nè. Hay ghê chưa? Là cái này là mình được mang về nhà thật hả chị? Mình mua album cho là mình được mang về nhà thật luôn. Mình mang về nhà thứ nhất á, mình đóng lại mình làm một cái vật kỷ niệm của mình. Còn những lúc mà mỗi một đêm là mình muốn chiêu chiêu á, mình lên đèn, mình đốt vài cái nến rồi mình mở cái hộp nhạc lên, mình nghe nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng luôn. Nó tạo cho mình một cái không khí và không gian và cảm giác nó rất là Sài Gòn xưa. Vô số những bản tình ca. Nè anh đang nói đó, mọi người nghe anh nói gì không? Đã không nghe gì hết, ở đây ồn quá. Thôi để lát nữa nghe anh nói trực tiếp luôn. Chuẩn bị chương trình sắp phát ra tới nơi rồi, cho nên là thôi bây giờ Lập sẽ tạm dừng cái album này lại. Có cái nút ngưng nè. Rồi ngưng rồi. Mình trải cái cây này về và sau đó mình đóng hộp nhạc lại. Bây giờ mình sẽ không nghe trong chiếc hộp nhạc nữa mà mình nghe anh Đàm Vĩnh Hưng hát trực tiếp luôn. Đi nha.